Rồi sau khi mà lưu đơn hàng rồi thì mình sẽ lưu chi tiết đơn hàng các bạn. Lưu chi tiết đơn hàng có nghĩa là mình sẽ lưu những cái sản phẩm này vào các trang là order, vào cái table là order details, gần có order code nè. Mình sẽ lấy cái order code của cái thằng này, đúng không? Order code là 1390 nè. Mình sẽ lưu vào, không, mình sẽ lấy order code mà mình lưu cái cái đơn hàng mới ha, vào đây. Rồi mình lấy product ID và quantity, thì product ID và quantity mình sẽ lấy được là ở cái chỗ mà mình sẽ lấy được ở cái section add to cart các bạn. Đây ID nè, product ID nè, mình chỉ việc là product cái section của cái phần cart đó thôi ha, cái giỏ hàng đó thôi, thì mình sẽ lấy được những cái thằng này quantity nè, nó lưu vào cái và giá trị là quantity VT nữa các bạn ha. Giá mình cũng lấy được luôn nè, thậm chí giá mình cũng lấy được luôn ha, name mình cũng lấy được luôn nè, nhưng mà ở đây mình sẽ lưu cái product ID thôi. Thì bây giờ mình, nếu kết quả lưu đơn hàng, mình sẽ lưu vào order, sau đó là mình sẽ lưu vào order detail các bạn. Chi tiết đơn hàng thì các bạn chỉ việc là cho mình là nếu, không, khỏi phải nếu đi các bạn. Tại vì sao? Mình định nếu là kiểm tra xem giỏ hàng là nó có tồn tại sản phẩm hay không thì mình mới được lưu ha. Nếu cũng được các bạn. Không, khỏi còn phải nếu đi ha, khỏi phải nếu, khỏi phải nếu ha. Tại vì ở đây mình không được phép xóa, cho nên là mình nghĩ là nếu mà các bạn lỡ xóa đi thì mình vẫn đặt hàng thành công thì không đúng ha. Ở đây nó không được quyền xóa. Ở đây mình sẽ quay lại cái trang giỏ hàng, mình check lần cuối ha, coi xóa hết coi. Xóa hết thì nó không có nút check out. Xóa hết không có nút check out, nhưng mà mình quay về cái check out thì được hay không ta? Đó vẫn được nè các bạn ha. Thì mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa cái phần check out nè các bạn, cái phần check out ha. Nếu tồn tại đây nè các bạn, nếu tồn tại cái login và, đúng không, đăng nhập và cái giỏ hàng, đúng không, các bạn quay lại mở lên cho mình cái trang cart lên và tồn tại các bạn this cả content mới quay về được ha các bạn. Và tồn tại this cả content có nghĩa là có nội dung của cái sản phẩm của mình thì mình mới tồn tại hai cái này ha, và là phải thỏa mãn hai cái điều kiện này thì mình mới lưu quay về cái trang checkout. Thì bây giờ mình thử lên. Đó, hôm nay nó quay về trang giỏ hàng các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt thôi. Đặt ha, các tu cạc ở trang mấy cái trang kia mình chưa có làm ha. Thì mình hướng dẫn cho các bạn sau. Bây giờ tạm thời đặt hàng ở trang chi tiết trước đi. Trang chi tiết kia, đây các bạn. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật. Rồi ok, bây giờ mình sẽ click vào đặt hàng. Thì nó quay về trang checkout nè. Đó, bạn thấy chưa? Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành việc lưu cái order detail các bạn. Lưu cái order detail. Đây. Cũng là gì các bạn? Cũng là forex. Các bạn sẽ cho mình là forex cái này. Đúng không? Forex nè, các bạn copy forex cái card này. Rồi, sau đó là mình sẽ tạo một cái data order detail ở đây. Đúng không? Data order detail ở đây. Rồi, bằng một cái mảng order code thì mình sẽ lưu được cái order code đây. Đúng không? Order code mình chạy một lần thôi. Cái order code này các bạn không được bỏ vào forex ha. Thì tại sao? Thì tại vì cái forex là một cái mảng, mỗi lần nó chạy thì nó sẽ, ví dụ như các bạn đặt cái order code ở trong forex này thì nó sẽ tạo ra một cái đoạn code mới thì không đúng ha. Thì mình dựa vào là cái đoạn code của thằng order ha, mình lưu vào đây. Đó, ví dụ như đoạn code này là 1234 thì ở đây nó 1234 nó lưu cho ba cái sản phẩm luôn ha. Rồi, tiếp tục là product ID các bạn. Product ID thì mình sẽ lấy được ở cái là item, ID đúng không? Item ID. Rồi, tiếp tục là thằng quantity đúng không? Quantity. Thì mình cũng lấy được ở thằng item VT đúng không? VT. Okay, đó. Cái này là cái section của thằng add to cart nha. Add to cart. Rồi. Thì sau khi mà mình đã lưu xong rồi thì mình sẽ việc là ra ngoài đây nè. Cái lưu nó phải nằm ở trong project này.
Nó phải nằm trong đây các bạn, tại vì mỗi mỗi sản phẩm nó đều phải phải lưu một lần mà, đúng không? Insert order theo bằng gì đi, rồi mình sử dụng luôn cái này ha. Bằng gì các bạn đã ở detail đó, các bạn phải đổi tên cái dữ liệu, tại vì cái này nó thêm tới 3 lần dữ liệu rồi các bạn, thêm shipping nè, sau đó thêm cái order nè, và sau đó thêm cái order detail đó, cho nên các bạn phải gì phải đổi tên data ha, đổi tên data tại để cho nó biết là cái dữ liệu của data nào thêm vào với cái table nào ha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc là copy cái hàm cái này vào đây thôi. Cũng như là insert vào cái gì các bạn, vào order detail đúng không, và cái dữ liệu là data order detail đúng không. Rồi ok, bây giờ thì các bạn thử lưu, các bạn thử lưu một cái đơn hàng này ha, đơn hàng này thử ra xác nhận đó, thì các bạn sẽ thấy nè, shipping đầu tiên là nó là 8 đúng không, thì lưu đơn hàng đầu nữa là nó là đơn hàng 8 mà, cái đơn hàng 7 này là xóa đi. Rồi order code là 363 nè, shipping là 8 nè, thì order đó 363 nè, order detail là 3 sản phẩm đúng không, product ID của 3 sản phẩm là 453, và cái giá trị cái số lượng là 214, các bạn sẽ thấy nè 214 đúng không, còn cái ID là 453, thì cái những cái sản phẩm này là 4 nè, 5 nè, 3 nè, ok không? Đó các bạn thấy chưa. Rồi sau đó mình sẽ là gọi cái product ha, tương tự với cái ID này là mình gọi ra cái số lượng thôi, cái giá tiền thôi, và những cái thông tin của những cái sản phẩm thôi ha. Đó mình chỉ cần lưu cái ID vào thôi các bạn. Rồi thì sau khi mình lưu xong á, mình cần là bỏ cái gì các bạn, bỏ cái section card này đi ha, bỏ cái section card này đi. Và quay về trang cảm ơn các bạn, và quay về trang cảm ơn ha. Thì ở đây các bạn sẽ tạo cho mình là từ cái login cái này nè. Sau khi xong rồi thì mình sẽ bỏ, quay về cái trang thanks đi. Thanks. Và tiếp tục là mình sẽ bỏ cái section đâu rồi, insert section card. Insert section card. This section insert section card. Từ từ để mình coi, insert user data là hình như là giỏ hàng hay sao ta? Đăng xuất. Insert section card nó là mang cái destroy, remove, try đi. Delete all card. À, card destroy các bạn. Ha, kẹt destroy, quay xuống đây, bắt ra đây. Rồi ok, là nó bỏ cái giỏ hàng này và nó quay về cái gì, xóa giỏ hàng này ha, mà và quay về trang thanks. Thì cái trang thanks này bây giờ các bạn ghi cho mình là ở đây ha, thanks luôn ha, tôi kết luôn các bạn. Và mình sẽ tạo một cái trang pages new và trang cảm ơn các bạn. Thì cái trang cảm ơn này bây giờ các bạn copy cho mình cái trang cả đi, không các bạn copy cho mình cái trang nào đó mới dễ dễ hơn các bạn, trang home đi các bạn, không trang home thì nó sẽ có cái sidebar các bạn, trang cột cũng được ha, trang nhỏ hàng cũng được. Rồi quay vào đây, qua ra đây. Bây giờ các bạn sẽ xóa cho mình cái table đi ha. Rồi, xóa hết đi. Ở đây thì mình sẽ ghi cho mình là thanks. Rồi, đơn giản như vậy ha. Ví dụ vậy ha. Thì bây giờ mình sẽ ghi cho nó một cái hàm thanks các bạn. À không, ghi làm chi? Bây giờ mình sẽ copy cho lẻ các bạn. Copy qua đây.
Rồi, có bị để đây luôn đi ha. Nice. Không có cái dữ liệu drop detail các bạn, không có dữ liệu này, không có cái này luôn. Rồi than thôi, không có đi luôn các bạn. Rồi bây giờ mình thử đặt hàng lại ha, xác nhận ok. Đó, nó quay về trang cảm ơn nữa các bạn. Thì cái trang này tùy theo các bạn stylist ha, mình để đơn giản vậy thôi các bạn. Và mình quay về cái trang cart giỏ hàng đó, thì nó sẽ xóa tất cả những sản phẩm mà mình đã đặt đi, là mình đặt lại một cái sản phẩm khác ha. Mình quay về trang checkout rồi đó, nó không cho mình quay về trang checkout tại vì không có cái sản phẩm các bạn. Mặc dù có login rồi nhưng mà không có sản phẩm thì mình không quay về được cái trang checkout ha. Thì đơn hàng mới của mình là ba đơn nè ha, ba sản phẩm trên một đơn các bạn, là 346 nè, shipping ID là 9 nè. Đây,